Video này phải xem đến cuối cùng nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đặt vào một cái tình huống như thế này. Bây giờ chúng ta hết tiền ăn, không biết vay đâu bây giờ, và muốn giám đốc ứng cho mình vài lá. Vậy thì phải nói như thế nào? Bây giờ thầy sẽ đố mọi người cho nhá. Thứ nhất, tiền lương là gì? Đúng rồi, curio. Đúng không? Ứng trước đúng không? Bây giờ chúng ta muốn đang học từ ứng trước đúng không? Vậy thì từ trước là gì nhỉ? Đúng rồi, từ mai. Vay là gì? Không biết từ ứng nhưng mà biết từ vay đúng không? Carido đúng không? Vậy thì chữ ứng trước nó là ghép của từ mai và carido. Và ghép vào sẽ được chữ mai gariする. Mai gariする. Đấy, đấy là từ ứng trước. Vậy thì các bạn thử vay tiền giám đốc đấy thế nào, vay đi. Rồi, không biết vay đúng không? Bây giờ thầy sẽ dạy hai cách nói. Kyūryō wo mai gari shitai in desu kedo. Được chưa? Đấy là câu nói đầu tiên. Mai gari shitai in desu kedo. Hay là desu ga được. Hoặc là một cách nói lịch sự hơn một chút. Kyūryō wo mai gari sasete itadakemasen ka? Một cái. Kyūryō wo mai gari sasete itadakemasen ka? Hoặc là chúng ta muốn nói rõ ràng vay bao nhiêu thì chúng ta bỏ từ kyūryō đi, chúng ta thay tiền man vào đấy. Ví dụ cho em vay 2 lá, đúng không? 2 lá. Hai lão, mai gà đi sasete itadakemasen ka? Ok, bye bye, nhớ like và chia sẻ video này nhá.